Nay về với dỗ tổ dòng họ ra thì cháu chuẩn bị 50 bài hát các dòng nhạc khác nhau, bolero, nhạc đỏ, nhạc trẻ, remix hay là nhạc về Bác Hồ, rất là thật nhiều. Thì bây giờ cháu muốn đưa hỏi là bây giờ đầu tiên cho nên là mình cũng từ đấy, mọi người có vẻ thích bolero đúng không ạ? Bây giờ xin biểu quyết lại là ai thích nghe bolero ạ? Vỗ tay ạ. Hay là một bài nhạc đỏ trước ạ? Quê
Xuân Lý Tiệp Hồng.